Express. Thưa quý vị, thu lợi nhuận khủng từ kinh doanh thú cưng, nhiều chủ nuôi bất chấp điều tiếng với hàng xóm. Hàng xóm là chị nó bảo là chứ tao mà nhìn thấy bất cứ một con chó nào mà chạy sang đây ấy, mà ỉa thái đây tao đập chết. Một năm thu nhập 1.8 tỷ đó, đưa chi phí gì hết thì nó đem lại kinh tế cho mình, cũng đáng nuôi. Quý vị đang nghe podcast Vin Express hôm nay. Từ thích nuôi thành muôn chó cảnh, chị Cao Thanh sống ở một khu dân cư tại quận Hà Đông, Hà Nội hiện đang nuôi một đàn gần 30 con. Chị nói 4 năm buôn chó cảnh là 4 năm thường xuyên khẩu chiến với hàng xóm, mức độ ngày càng gay gắt. Ngày xưa chị nuôi mấy con thì là do vì mình yêu, thế xong rồi là dần dần thì mình thành con buôn. Ngày xưa chị nuôi ít thì mình chăm kỹ được thì nó không ồn ào, với lại không mùi nhiều ấy. Nhưng bây giờ mình nuôi nhiều quá vì có những hôm mình cũng lười, mình không dọn dẹp hạ thì tất nhiên có một cục nhỏ xíu thôi nó cũng đã mùi rồi. Chị nuôi thì 20-30 con thôi, thì chắc là tini những cái sai bé bé của poodle này thôi. Một con nó sủa bầy lên thì cả đám kia nó bắt đầu nó nhao nhao lên, nó chỉ cần động nuôi một phát nó cũng làm loạn. Thường xuyên nó làm loạn thì là người ta chịu ảnh hưởng một thời gian thì người ta bắt đầu người ta ức chế quá, người ta không chịu được, bắt đầu nó tăng thêm cấp độ. Chị giải thích nhiều rồi, chị nhẹ nhàng nhiều rồi, đến khi mà chị cáu lên chị vỗ vào mặt. Hàng xóm là chị nó bảo là chứ tao mà nhìn thấy bất cứ một con chó nào mà chạy sang đây ấy mà ỉa thái đây tao đập chết. Nhà dân qua mặt đất đấu khẩu với nhau, nói chung là áp lực nhiều. Chị thừa nhận hàng xóm ức chế là lỗi do mình, xong không ít lần bị ấm ức khiến chị phải cãi tay đôi. Nhà mình nuôi chó chỉ cần lỡ một bãi thôi là bị đổi lỗi luôn, nhưng mà không phải chó nhà cháu. Chú nhìn xem bãi chó đùng như kia mà cứ đổ tại cho nhà mình. Con nhà mình chó thì bé bằng cái nắm đấm, thế mà chú cứ đổ lỗi cho con nhà cháu. Chó nhà chị là chó giá trị, nhà chị không thả đâu. Cả tháng rồi chị mới dám cho đi ra cùng với chị có một lần. Chị quan sát nó ị đái xong vào khay rồi chị mới thả ra để chị ngồi trước cửa nhà chị ngồi chơi. Dù hứng chịu điều tiếng, ánh mắt bất mãn của hầu hết những người xung quanh, xong chị Cao Thanh nói sẵn sàng đánh đổi. Chị quyết đấu để bảo vệ công việc kinh doanh của mình, bởi lợi nhuận thu về hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu mỗi tháng. Về cái lợi nhuận sẽ lãi nhiều, có thể là 100 triệu. Kinh doanh phải chấp nhận, hiểu lầm nhau thôi là cũng bắt đầu sừng sộ lên với nhau rồi. Muốn yên tĩnh về quê, còn ở ngoài thành phố là cái nơi ồn ào tấp nập. Nói thật ra là mình cũng có cái sai là ồn ào, nhưng mà cái cuộc sống này là mạnh ai người thấy lo. Mình làm kinh doanh thế bao nhiêu cái nhà máy sản xuất kia kìa, nó vì cái lợi nhuận của nó kìa, kiện tụng mãi làm gì được nó đâu. Mùi ở đây nó chỉ gây khó chịu chứ nó không độc hại đến cái sức khỏe quá. Những năm gần đây, cùng với thu nhập và chất lượng cuộc sống được nâng cao, cộng đồng nuôi thú cưng tại Việt Nam tăng lên nhanh chóng, vật nuôi và các dịch vụ liên quan phát triển mạnh mẽ, trở thành loại hình kinh doanh thu hút. Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Euromonitor, tại Việt Nam hiện có khoảng 28 triệu thú cưng, trong đó thì 11,8 triệu chó và mèo, tốc độ tăng trưởng chó và mèo hàng năm trên 6,8%. Không chỉ số lượng thú cưng, các dịch vụ đi kèm cũng tăng trưởng đều mỗi năm bất chấp đại dịch. Doanh số của ngành chăm sóc thú cưng tại Việt Nam năm 2022 là 500 triệu đô la Mỹ, dự báo tăng trưởng 11% một năm. Ông Nguyễn Văn Đáng, tiến sĩ quản trị công và chính sách nhận định, lợi nhuận từ ngành công nghiệp thú cưng thúc đẩy sự hình thành một xu hướng mới tại đô thị là nuôi để kinh doanh. Tuy nhiên, do khoản lời từ việc phối giống, nuôi thú cưng để kinh doanh hấp dẫn, nhiều hộ nuôi tự phát dẫn đến hàng loạt vấn đề ở các khu dân cư. Đấy là cái hiện tượng mới xuất hiện ở các cái đô thị hiện nay, đó là người ta nuôi sinh vật cảnh ở trong chung cư với mục đích kinh doanh, kể cả em nhà đất, nhà riêng đấy. Gần đây nó xuất hiện nhiều cho nên là các quy định pháp lý có thể là chưa có. Cũng thu lời hàng tỷ đồng mỗi năm chỉ với việc nuôi và bán chó mèo cảnh, anh Phát Đạt tại Đà Nẵng chấp nhận chịu sức ép lớn từ những hộ xung quanh. Vẫn có bị phần lá sủa, ồn ào, người ta ngủ không được. Với lại nó đi vệ sinh đồ á, thì nhiều người họ nghe mùi thì họ báo bệnh. Cái chất thải của hắn á, cái mùi hôi á là anh xử lý được hết. Ngày nào phải dọn 2-3 lần nhé. Họ nói em thật, phải báo chính quyền thôi. Thằng phiền á, thì nó đem lại kinh tế cho mình, cũng ra ăn nuôi. Ví dụ anh đang nuôi một bé cô gây, một năm nó đẻ 2 lứa. Cho một lứa 6 con đi, 2 lứa 12 con. Thì bán một con khoảng tầm mà nếu mà đổ buôn có một con khoảng 5 triệu. Là một năm là được 60 triệu là chơi một con chó này. Được 60 triệu một năm chơi một con. 60 con là 1.8 tỷ đó, đưa chi phí gì hết. Theo thống kê, tại TP.HCM hiện có gần 106.000 hộ nuôi với khoảng 184.000 chó, mèo, trong hơn 65% con vật nuôi ở các quận nội thành, diện tích nhỏ hẹp, hạn chế. Nhiều trường hợp nuôi số lượng lớn vài chục con tự phát theo kiểu bảo trợ động vật để xin tài trợ, ảnh hưởng nhiều đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng bất lực và không thể xử lý suốt hàng chục năm. Theo ông Nguyễn Văn Đáng, kinh doanh chó mèo đang trở nên hấp dẫn, trong khi luật chưa theo kịp xu hướng của thị trường, gây nên nhiều bức xúc trong cộng đồng. Một là anh sử dụng sai chức năng của ngôi nhà, hai là anh tìm kiếm lợi ích, ok tôi tôn trọng nhưng lại gây ảnh hưởng đến người khác mà người khác phải trả giá cho cái lợi ích đấy của anh thì là bất hợp lý. Chức năng của cái ngôi nhà chung cư đấy nó là nơi ở của con người, không phải là nơi để người ta kinh doanh, đặc biệt là chăn nuôi để kinh doanh. Đấy là một cái điều phản cảm, mặc dù là pháp luật chưa quy định. Ngôi nhà của bạn ở đây kể cả là nhà đất rộng rãi nhưng đấy là ngôi nhà để cho người ở chứ không phải là một cái trại chăn nuôi.
Thế thì vấn đề đặt ra hiện nay là chưa có quy định nào về pháp lý hay hành chính là giới hạn số vật nuôi trong một căn nhà chung cư. Bởi vì có những hiện tượng mới, vấn đề mới thì mình phải hành xử theo các thông lệ thôi. Cái thông lệ bình thường của con người thì không thể là nhốt chung con người với con vật vào một cái khu nhà ở được. Cái ngôi nhà đấy không phải là cái cơ sở chăn nuôi, cho nên bạn làm đấy là sai. Hiện không có quy định khống chế số lượng hộ nuôi được nuôi bao nhiêu con, miễn có tiêm chủng đầy đủ. Do vậy, cách xử lý của các địa phương hiện nay chỉ là hòa giải hộ nuôi chó và các hàng xóm tranh xích mích. Theo ông, cần phân định rõ quy định giữa nuôi chó mèo cảnh như một thú vui hay nuôi kinh doanh và giới hạn rõ số lượng nuôi, đồng thời nên cấm hình thức nuôi kinh doanh trong khu vực dân cư để đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng. Lợi ích chung của cộng đồng bị ảnh hưởng như thế vì chính quyền phải vào cuộc và ban hành buộc phải quy định là thì mỗi gia đình được nuôi tối đa mấy con chó, mấy con gà, mấy con chim, mấy con rùa, ví dụ thế. Ví dụ tính dựa trên hộ gia đình là có 4 người, giả định là như thế. Thì mỗi gia đình có thể là tối đa chỉ là đến 4 con chó thôi. Tôn trọng quyền cá nhân nha. Nhưng mà không thể là quá nhiều. Mỗi một công dân được phép nuôi tối đa một con chó. Phải có quy định bên chính quyền họ nghiên cứu kỹ nhà những loại sinh vật cảnh nào mà người dân hay nuôi và từ đó quy định. Chỉ còn cách quản từ gốc thôi. Thí dụ đây là khu dân cư để người ở thì không được biến thành cái nơi chăn nuôi. Thì với mục đích kinh doanh ấy, người ta phải lập cái trang trại thì ở cái khu xa chứ không phải là ở trong khu dân cư để bảo vệ cái lợi ích chung của cộng đồng, không gây mùi hôi thối, không gây tiếng ồn, không gây cái đe dọa về nỗi sợ hãi bị cắn. Cái này thì kể cả các nước phát triển họ cũng quy định thế thôi. Bối cảnh đô thị là mật độ dân cư rất là đông, nhà cửa san sát như vậy. Thế cho nên để nó bền vững vẫn phải là gì ạ? Dựa trên nguyên tắc chung là tôn trọng cái lợi ích cá nhân chính đáng nhưng không được xâm phạm đến cái lợi ích chung của cộng đồng. Nuôi với mục đích kinh doanh, anh muốn nuôi thì anh phải thuê địa điểm chỗ khác. Để hạn chế tình trạng chó mèo gây ồn ào, mất vệ sinh nơi công cộng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đang xây dựng quy định tạm thời quản lý thú nuôi ở đô thị. Quy định cũng nêu cần hạn chế số lượng thú nuôi ở khu dân cư để hạn chế mùi hôi và tiếng ồn. Quy định đang được lấy ý kiến. Giằng co giữa lợi ích cá nhân và những người xung quanh, anh Đạt tìm cách dung hòa bằng việc chăm vệ sinh và qua cáp cho hàng xóm. Dĩ hòa quy bí được hết á, đi nhậu đi nhạc với lại hàng xóm đồ chào hỏi lễ phép hay cái này cái nọ thôi, cái đại chỉ buồn quá. Tùy người em ơi, ví dụ người nào người ta không thích chó hay là người ta ghét cảm giác khó chịu mình do mình đấy, ví dụ mình thân thiện với một người đồ cái này cái nọ á thì người ta chăm trước nhu nhược xí. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.